Dạ, đây cô chú anh chị. Hai chồng mới vừa tan ca ra. Giờ là 15 đến 10 giờ. Dạ, đang về rồi sáng mai tranh thủ về sớm để mua cái gì làm bữa cơm bữa cho chú anh chị. Hôm nay là chiều thứ chủ nhật, sáng mai là sáng thứ hai. Đây, 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 mấy anh chạy về, Tuấn nhìn chạy về nè. Rồi, đi về thôi. Chào cô anh bà, cô chú anh chị và các bạn ạ. Sáng nay sáng thứ hai, sáng sáng mình này em chở chị chợ đây cũng giống như chợ quê nông thôn mình, chợ Chùm Hổm. Người ta bán đồ để mua đồ ăn sáng về thứ hai nữa này, này đãi cho mấy anh em ăn món cà ri dân cô chú anh chị. Đây có tới chị chợ rồi nè, cũng giống như ở quê cô chú anh chị, chợ kêu chợ Chùm Hổm vậy đó, bán cầm hai bên đường vậy đó. Chợ với anh nãy giờ cô chú anh chị, đây là mì, thì đồ gia vị nè, nghệ đậu rồi sa tế và sữa. Hai nay đi chợ nãy giờ đi mua đồ đó có ghi á hả? Sữa hả? Sữa. Ý gớt đồ. Dạ, xin chào ba cô chú anh chị và các bạn. Sáng thì ở nhà để sửa soạn ăn cơm, để đợi thì đi chợ về đi làm luôn. Sáng thì còn ngủ ngoài thì sớm. Đậu phộng nè, rồi đồ ức cà ri. Anh làm hai món lận, cái này đậu rồi các loại rau gia vị xả ớt rồi con này nè. Nghệ. Nãy nay mua cá để kho nghệ á. Rồi già nghệ nó có ghi luôn á. Đây bún, chị ăn cà ri với bún nha. Ghi với bún rồi chứ gì. Ghi bún nếu gặp thì mua. Thích ăn thì mua. Rồi, vậy giờ hai vợ chồng đi làm trưa về mới dùng cơm của chú anh chị. Ở đây đó, ở đây người ta bán ăn sáng này cô chú anh chị, nước lèo nè, mà nó bán dẹp rồi. Đó, trưa giờ mấy hai chồng về tới nhà cô chú anh chị. Cái cửa cho Tuấn chở cái thùng rồi về cơm, rồi có nói Linh với Duyên á mình về ăn với ốc cà ri. Chứ thường thường em ở trong chỗ làm ở đó về làm luôn. Hôm nay có đồ ăn ngon rồi, cái em về sống rồi ăn cho vui gia đình nữa. Dạ, giờ về vô nhà mới với mặt cái tay chân cái đầu cái dọn bàn lên, ngồi bàn trước ăn cho rộng rồi chú chị. Đây phòng cho thuê. Đây nãy nấu xong rồi cô chú anh chị ơi, còn ra mắt cái rồi. Hấp dẫn quá mà. Đẹp quá. Hay là số 1. Họ đang kho một nồi kho đó đây. Cá chạch kho nghệ cô chú anh chị.
nhìn hấp dẫn không gan cái bụng nữa. Rồi thủy đang nhập cá chặt to nghệ thủy ơi. Giờ ghi kén không? Rồi ghi. Xong rồi. Múc còn ngoài thấy mấy rõ này hơi tối quá. Ngày nay anh đãi cái gì cũng món nghệ hết trơn, như là cá chặt kho nghệ rồi nấu cà ri cũng có nghệ nữa. Nghệ luôn. Anh cho khỏe cái bao tử. Đây Linh đang múc cà ri. Cà ri. Lâu lắm có việc mới về ăn trưa đây hả Linh? Trưa nắng quá. Bữa nay xong việc sớm. Về sớm, ủa về nắng sẽ đen da. Sáng thì không có mua bánh mì, tôi đi làm về Linh ghé mua bánh mì còn nóng còn giòn ngon lắm. Tính là thì vô ngủ mấy anh chị ở trong nhà thọ không có ai ra ăn cho vui. Lâu lâu anh hai mới nấu cà ri ngon quá trời luôn nè. Sáng anh hai đi mua mì sườn hả? Mì sườn. Mình nghĩ được có một tiếng mà đi về cô chú anh chị giờ còn 12:25 rồi. Tranh thủ. Rồi tranh thủ ăn cơm đi. Ăn buffet đi chứ để góp sẵn sao ăn? Để chắc có tiền ăn. Ăn bún lắc đi. Ăn thì ai ăn bún ăn nha. Dạ mời ông bà. Thì món này không biết mọi người có biết ăn món này không ta? Mọi người có biết ăn cái này không ta? Nữa cái món này ở quê làm không đâu, ở Sài Gòn cũng có vậy, mà mua hơi đầu cái gia vị hơi hiếm thôi. Ăn gì? Không ai hỏi con gì trơn á hả? Cay. Không cay đâu. Cay. Quán dừa không? Cay à. Cay. Bỏ xuống đất rồi nè, không được thôi, hồi quét. Rồi lấy cái nào nó ăn được là lấy mỏ ủi rồi nha. Ủi cắt. Ủi cắt. Đó, ủi theo, đó thấy chưa? Ủi. Mấy anh ai mua anh đứng ngoài đúng không? Tại Sài Gòn nhiều gì nó mắc rau củ quả mắc lắm. Không luôn á. Như mì. Là nó không á. Mì với mình nhổ lên có còn đây mình phải mua không? Mua hết á. Ví dụ như nó ngồi đây thì ít nhất 10.000 xả đó. Xả. Đúng rồi. Nay mua 10.000, 5.000 xả cây, 5.000 xả bào. Nó đơn giản xả thôi thấy 10.000 rồi. Rồi dừa nữa. Dừa mấy chục ngàn á, lấy nồi dừa mấy chục ngàn. Cũng 30 ngàn rồi. Cái nồi cà ri này mấy trăm ngàn á. Rồi giờ sao lấy tiền hay là lấy chữ rồi? Lấy tiền lại à? Chứ giờ thấy mọi người hỏi trả lời nghe tại sáng có đi chợ với ảnh nè. Rồi. Thôi giờ tạm vậy ha, giờ cũng ăn rồi đi làm. Rồi, thôi hẹn con xin chào cô chú ông bà cô chú anh chị và các bạn đi gầy để bữa nào Linh nghỉ một buổi làm món ăn từ đầu tới cuối luôn cho nó rõ ràng cô chú anh chị vui với hai nữa. Linh tính để nào dọn phòng nữa chắc còn hơi lâu quá. Thì mình cứ hẹn vậy đi chứ chưa có biết được, do công việc của nó đã làm sắp xếp ổn á mình xin nghỉ được. Cái mùa Tết thì làm công việc hơi nhiều nên không có nghỉ được. Thì hổm ngày nguyên tuần đó là làm ca 3 không có chú anh chị. Mình làm buổi sáng là ăn ca, buổi chiều ăn ca, buổi tối ăn ca. Tuần này cũng vậy luôn. Là 3 ca, tuần này cũng vậy luôn nữa. Dạ, thôi thời gian gì là cũng quý hiếm lắm rồi. Thôi xin chào ông bà cô chú anh chị cho các bạn nghe, xin chào nha. Anh chào mọi người ấy. Chào. Rồi.